Chương trình ngày mới tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên các trang báo. Thưa quý vị, sau kỳ khai giảng, các trường học trên cả nước rục rịch chuẩn bị cho phiên họp phụ huynh đầu năm và nhiều gia đình đã phải cân đo đong đếm những khoản chi tiêu để cân đối với tiền học, tiền trường của con cái. Theo báo Dân Trí, thông thường với một trẻ, vào đầu năm học thì cha mẹ sẽ phải chi không chỉ mỗi tiền sách vở học phí, tiền ăn bán trú là những khoản cứng mà còn vô số khoản mềm gói gọn trong quỹ lớp. Báo Dân Trí ghi nhận, vào năm ngoái, hàng loạt trường học ở khắp các tỉnh thành bị nêu tên vì để xảy ra tình trạng lạm thu. Để xảy ra lạm thu, ngoài trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, còn cần xem tới trách nhiệm của cơ quan quản lý là các phòng, sở giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng, các phụ huynh cần phải thẳng thắn hơn, đặc biệt là những phụ huynh tham gia vào ban đại diện cha mẹ học sinh, cần nắm rõ quy định để không trở thành cánh tay nối dài của ban lãnh đạo nhà trường, thực hiện lạm thu. Liên quan đến chuyển đổi số, báo Thanh Niên có bài viết với tiêu đề chìa khóa chuyển đổi số. Theo bài viết thì tại Việt Nam, chuyển đổi số đã được thực sự tạo ra sự thay đổi toàn diện đầy tiện ích trong thanh toán, giao dịch ngân hàng, thủ tục thuế. Tuy nhiên thì công nghệ không phải là cây đũa thần để tạo ra sự thay đổi đó. Báo Thanh Niên cho rằng chìa khóa của chuyển đổi số đến từ chính con người. Bởi một quá trình chuyển đổi số thành công và đạt hiệu quả tối ưu, thì trước tiên nhân lực phải đảm bảo khả năng thích ứng về công nghệ, theo kịp quá trình chuyển đổi số. Hơn thế nữa, không chỉ trong nội bộ của từng cơ quan, quá trình chuyển đổi số cần có kế hoạch phối hợp, chia sẻ, liên thông giữa các cơ quan, ban ngành, theo một quy hoạch chiến lược tổng thể, phân chia rõ ràng để về lâu dài có thể dần thống nhất. Bài viết cũng nhấn mạnh, kế hoạch chiến lược lâu dài được thực thi bài bản sẽ giúp tránh tình trạng mỗi nơi là một phách thì sẽ rất khó để có thể phối hợp liên thông. Có như thế thì chúng ta không chỉ cộng hưởng hiệu quả giữa các cơ quan ban ngành mà còn đồng bộ hóa hệ thống ở mức cao nhất có thể. Việc nông sản có xuất xứ từ Trung Quốc đội lốt nông sản Đà Lạt đã trở thành một vấn nạn nhức nhối kéo dài nhiều năm nay. Báo Lao Động là câu hỏi tại sao các gian thương hô biến nông sản Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt trong suốt một thời gian dài với số lượng rất lớn, gần như là công khai như vậy, nhưng các cơ quan chức năng vẫn không thể xử lý dứt điểm. Theo Báo Lao Động khẳng định, người tiêu dùng cả nước thì thường xuyên ăn trái đắng mà không hề hay biết, bởi nông sản Đà Lạt thật và giả khác nhau rất xa về chất lượng và cả độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu vấn nạn này không được xử lý triệt để, lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu nông sản Đà Lạt sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp không chỉ riêng ở Lâm Đồng. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, không chỉ là hình thức giải trí, điện ảnh còn là công cụ quảng bá mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Sức ảnh hưởng của điện ảnh là rất lớn, nhưng để biến các bối cảnh trường quay thành sản phẩm du lịch lại là bài toán không dễ. Nhiều phim trường lớn mới chỉ phục vụ cho đoàn phim, chứ chưa tính chuyện lâu dài là phục vụ du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách. Để khai thác hiệu quả sức mạnh của điện ảnh phục vụ cho du lịch, báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía để xây dựng những chiến lược quảng bá và tiếp thị sáng tạo, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch để họ có thể cung cấp những trải nghiệm phong phú và chất lượng cho du khách cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo sự thành công lâu dài. Theo như tác giả bài viết thì sự hiện diện của các đoàn phim trong nước và quốc tế không chỉ mang lại lợi ích về mặt truyền thông mà còn tạo ra cơ hội để nâng cao hình ảnh điểm đến Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế. Hơn nữa là sự chung bước và đồng hành giữa điện ảnh cùng du lịch là con đường dài nhưng đầy triển vọng, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển và thịnh vượng của cả hai lĩnh vực.